cái tay này một cái. Phát đầy cái chồng tôi quá. Để mình làm gì ghê. Chúng ta cơ mà. Nói tại sao mày nhục à? Ông nói chị quyết định tất. Nói giờ sao thì mấy cầu. Bắt đi này. Hả? Gì vậy? Mẹ con là ba là bói gì đó. Thôi này ngon ngó cái miệng mày nói như vậy. Dẹp được không? Dạ. Nè, hỏi miệng nè. Nhớ nhớ người ta thì đi. 7 điểm. 8 điểm. 8 điểm luôn. 8 tám điểm tròn. Mình thấy mặt mình thấy ghê không? 875 rõ ràng. Hai lăm. Mày sai thêm nữa hả? Sai thêm đúng hai cầu nữa. Cầu này mới cầm tâm nè. Ôi, tiếp tục giảm. Định mà về nói với chị ngon lắm cuối cùng. Trời đất, ủa, sao điểm sao thấp dữ vậy? Ừ. Đó, em cho lại đi. Ừ. Trời ơi, nhớ tay cười. Cười chấm đúng rồi. Giờ lên đi. Ủa, sao sai 7 câu, ít vậy cô? Em nhấp ra hết rồi con. Tránh thai cái loại con. Con không trung thực. Lên tháng rồi con có được không? Con nói ai mà thấy không đúng số điểm của mình ghi số con thiệt thử mình cảm thấy đúng rằng tôi nhập mua lại cứ sửa. Tại cái này á, cơ bản á, người ta mới tắm xong á, cô đem ra cô đưa cho coi được luôn. Chưa ra chấm phúc khảo lại đúng không? Ừ, người có thời cứ sửa. Cứ sửa. Này gọi là lén á, theo quy định là phải 3 là 2 tuần sau mới phát. Phải chất lượng không? Không, cái gì không? 2 tuần sau mới phát. Thành ra mới mở thôi. Ừ. Mấy ngày mơ cuối tuần mà cô phát tập. Đó là quy phạm quy. Cô lén cho lớp gọi. Có ai chấm được rồi vậy không? Hả? Có ai bị chấm sai nữa không? Nhiều người lên lắm. À, vậy yên tâm. Nó ủa. Sao mày cô chấm? Vậy là tương lai vẫn còn tươi sáng đúng không? Điểm số là ít dữ vậy cô. Còn hy vọng nó lé đâu đây. Mấy cô đúng, em nhớ. Mấy cô đúng, em nhớ là khoảng là hơn chục câu mà cô. Vì tăng lên chút nữa hơn một công thôi. Bây giờ lên được con, em nhớ đúng 10 câu. Để cái con nhớ đúng 10 câu. Có tải thêm mấy phim nữa. Cầu trời, cô sẽ tăng để tìm thêm thích nữa. Phát lên cầu trời chỉ không đón đúng đi. Cho cô đúng gì? Cô mang 8 điểm. Không có lên mà nó đổ thêm cầu nữa đâu. Nhớ bữa gì nó có 8 điểm đó. Nếu được rước thì thật, nhìn đời nó thật.
Em xin thề. Trời chị trời chị. Lúc mà em trực mấy nhà thi, tôi thi á, em kèm giá gì hay là nguyên nhà đó. Thì sao phải đi học, chị cũng đâu nói chuyện gì đâu rồi. Mà chị phải nghe đúng buộc. làm việc đấy đấy gì tự nhiên có bao rau che tâm nó sao vậy em làm việc đấy gì ướt cái gì mà ướt chuyện vậy phần xấu hổ chứ không ướt cái bịch ra.